Ngày 17 tháng 7, Ủy ban nhân dân thành phố Long Xuyên tổ chức lễ công bố và trao quyết định điều động bổ nhiệm đối với viên chức quản lý ngành giáo dục và đào tạo thành phố. Tại buổi lễ, Ủy ban nhân dân thành phố Long Xuyên đã trao quyết định điều động bổ nhiệm đối với bà Nguyễn Thùy Dung, hiệu trưởng trường Trung học cơ sở Nguyễn Trãi đến nhận nhiệm vụ tại trường Trung học cơ sở Triệu Thị Trinh, giữ chức vụ hiệu trưởng. Ông Phan Ngọc Mến, hiệu trưởng trường Trung học cơ sở Nguyễn Huệ đến nhận nhiệm vụ và giữ chức vụ hiệu trưởng tại trường Trung học cơ sở Nguyễn Trãi. Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Long xuyên Đinh Giang Bảo chúc mừng các đồng chí được điều động bổ nhiệm, đồng thời đề nghị các đồng chí tiếp tục phát huy năng lực, tinh thần trách nhiệm, những kinh nghiệm trong quá trình công tác, tập trung nghiên cứu các giải pháp nâng cao chất lượng dạy và học, tiếp tục trao dồi chuyên môn, nghiệp vụ, giữ gìn đoàn kết thống nhất cùng với tập thể lãnh đạo đơn vị mới thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ được phân công.